Ốc hương bự nè. Tính ăn cái gì? Ngó thôi, chứ giờ về nấu sao nấu lấy gì nấu. Nay có mối khác thể theo yêu cầu. À. Quá trời người kêu, quá trời món luôn mà. Không biết món gì đây nữa. Hello. Làm gì á? Đó là 25. Ủa này là 27. 23. 39 đâu, đây là 29 nè. Nói chị cho em hỏi quán gì Loan là quán nào? Loan nào? 66 sượt 39 là quán Loan nào? Là móng không? À, quán ăn mà, mỗi ngày mỗi món á, mỗi quán nào? À, chị Sượt đây nè. Sượt hả? Hẻm 686. Có quán cơm Trà My. Xào một món canh. Là vừa được. Ngày nào cũng ngày nào. Món cơm là cái gì đó? Trà My, quán Trà My. 4 7 nhật nghỉ. À, ngày thường thì bán buổi trưa. Thì bán buổi trưa thôi chị. Đúng rồi, bán buổi trưa thôi. Dạ, okay. Rồi, hẹn gặp bà con trong những video tiếp theo nha. Ai quan tâm mình ghé đây mình ăn thử, ủng hộ thử. Sạch, sạch, ngon, 27 ngàn. À, em chào các anh chị và các bạn. À, Sài Gòn bây giờ là 12 giờ trưa. À, trời chuyển đen, chuyển mưa đen, đen thui. À, như là 3-4 giờ chiều vậy đó, không có nắng luôn ha. Hôm nay thì thể theo cầu của các anh chị ở trong chợ Cao Đạt thì mình lại đi tiếp tục đi vô chợ Cao Đạt để khám phá cái quán ăn mới nha. Nghe cái anh ở trong đó nhắn là vô cái quán của chị Loan ở 676 xuyệt 39 Hàm Tử, ở Bến Trương Dương. À, ngày xưa là hẻm 58 Hàm Tử. Thì để mình vô đó mình xem coi mỗi ngày mỗi món hôm nay là món gì ha. Làm đi nhanh vậy. Hôm nay có sự góp mặt của Dương Quân. À, chúng trốn gì không biết nữa. Bây giờ chợ dẹp. Đi đây cẩn thận là làm bể đồ này chết á. Nay trời tối thui vậy. Sao không? Này của phụ nữ mà. Anh tính đi mua hỉ. Mình có sà bông gì lạ lạ. Ốc hương bự nè. Tính ăn cái gì? Ngó thôi, chứ giờ về nấu sao nấu lấy gì nấu. Công ty không có áo bếp nữa. Màn đét ơi. À, chút xíu nữa ghé màn đét ơi nha. Này là hủ tiếu Nam Vang. Này bún Thái. Này có mối khác thể theo yêu cầu. À. Này bánh mì. Ừ. Quá trời người kêu, quá trời món luôn mà. Không biết món gì đây nữa. Cơm đâu vậy? Nhà số 39. Quán chị Loan. À, mỗi ngày mỗi món. Đâu quán chị Loan là quán nào đó. Cơm nhớ trong này đâu, có quán cơm là ta, quán cơm chai lúc bên kia là
chuẩn bị mưa rồi, chuẩn bị mưa. Nhà số 39 bên tay phải. À. Đây thẳng hẻm chợ Cao Đạt. Đi ra ra tới bến Hàm Tử luôn. Số 39 là đây đúng là hẻm 676 nè. Hồi xưa là hẻm 58. Bán bữa trưa dọn. Ừ. Giờ ta dọn chợ rồi. Giờ thấy chuyện gì đâu. Cuốn rồi chưa phải đói rồi. Sáng ăn quanh cuốn. Cái hộp đó cũng có 10 cuốn á. Cuốn. Ê, em bé kìa. Một số 39 đâu? 39 bên tay phải. Hello. Làm gì á? Chơi chơi bắt cóc, ta đập thấy bà không á. Giờ bắt cóc nhạy cảm lắm. Không biết lại gần sánh xa đi. Oh, what a no. Chết quang. 676 xuyệt 39. À, đây là chung cư nhà trái năm xưa. Chung trai kìa. Nó quán cơm chai kìa. Lấy cơm chai. Ăn Nhung nói kêu mua thịt. 27. Ê qua đây. Đó là 25. Ủa này là 27. 23. 39 đâu. Đây là 29 nè. Chắc bán buổi chiều hả? Đã biết. Chắc đây nè, hẻm 39 đây chứ. Trong đó là chung cư mà. Chung cư có bán đồ ăn đó, cơm nước lá. Đâu qua đó thử. Cơm phở rồi đó. Chung cư phở, ông tiếu rồi, gà đó. Con lá đây hả? Nói chị em hỏi quán gì Loan là quán nào? Loan nào? 676 xuyệt 39 là quán Loan nào? Là móng không? À, quán ăn mà, mỗi ngày mỗi món, mỗi quán nào? À, chị Sương đây nè. Sương là quán này hả? Ở 170, 676 là quẹo đây. Đây, đâu sao đây, 39 ở đây. Có cái đường hẻm à, cảm ơn chị. Không phải quán này. Tưởng đâu là ở đây chứ. Hôm nay mình dẫn bà con mình đi một vòng trong xóm chung cư nha. À bên đây nữa hả? Đây là kế bên hẻm 58 chứ không phải hẻm 58. Này cũng là hẻm 676 luôn. Chỗ này 68 mấy mà. Ờ, để 686 xuyệt 3. Này là menu cá nục kho măng. Heo quay kho cải chua. Cá ba sa. Heo quay hồi nhỏ hả chú? Ở ngoài đây cái heo quay của là bôi bớt rồi, bôi bớt rồi. Chú, hồi nhớ món này hả? Đúng rồi. Món là cá nục, gà rang, heo quay, kho cải chua với cá ba sa tiên. Một heo quay. Rồi. Bốn hộp về phải không? Ừ. Đó đó trong đó đó. Mỗi cái một hộp đi hả? Dỗ mang vô luôn. Còn có bốn món đó, mỗi món hộp về luôn anh chú ơi. Rồi 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 một chút xíu. Rồi. Giờ mới phát hiện quán này đông dữ vậy hả? Địa chỉ là 6 em không dễ dạ cho ông tụ giùm liền thôi. 686. Em quay đây. Xịt 3. Quán không tên. Ở ngoài đây là đường Võ Văn Kiệt. Yeah. À, đây là
bến Hàm Tử ngày xưa nè. Nhìn qua đây chúng ta thấy đó là cầu Nguyễn Văn Cừ. Cầu Nguyễn Văn Cừ. Ủa xin lỗi các chị, cầu Chữ Y. Trời ơi, biết rồi, quán luôn. Đây các anh chị bán đồ đồ cũ nè. Chúng ta thấy ngay đây đầu hẻm 686 có quán cơm Trà Mi, cơm dĩa, cơm phần, cơm hộp. Số điện thoại 3922 5539. Đi thẳng này chúng ta sẽ đến bệnh viện nhiệt đới. Rồi chúng ta đi vô hẻm nha. Nay đi kiếm cái quán của chị Loan nhưng mà không có gặp, sẵn tiện qua đây mình ghé đây luôn. Rồi. Ủa thằng đệ đâu rồi ta? Thằng đệ đi vô, vô đây đang đợi 4 hộp. Nãy có kêu rồi hả? Hủ tiếu hả? Thiếu gì cơm. Bán mấy món hết sớm chị? Nhiều 5 món mặn, 1 món xào, 1 món canh. Anh là vừa được. Ngày nào cũng ngày nào. Quán cơm là cái gì đó? Trà Mi, quán Trà Mi. 4 hộp, đọc vậy ta. Hộp trái tim. Không, về nhà ăn nó dễ chứ. Ủa cái này khoai quán chị Loan không ta? Không. Không phải hả? Đây còn có mấy món thôi. Này là heo quay cải chua nè, gà kho nè. Rồi hết rồi. Rồi giờ mình mới phát hiện món này, quán này nha. Lang thang trong chợ Cao Đạt giờ lần ra tới bên đây luôn. Cao thủ luôn rồi đó. Này đi kiếm cái quán kia. Vô, có anh lộ đông tay là biết rồi, có anh kia, anh kêu vô quán chị Loan ủng hộ rồi mỗi ngày mỗi món, hay về gặp quán này lần sau ghé. Đây thấy đây thấy sạch sẽ này, đâu có dễ gì vô bếp vậy được, người ta đâu có cho vô đâu. Dạ. À, đó mấy chỗ kia đâu có cho vô đâu. Anh vô. Sợ thấy tiệt chiêu thì sao? Anh ăn mẹ ơi. Ở đây nhiêu phần chị? 27.000 một phần chị. Ngày mai chị bán món gì? Chưa biết. Chưa biết hả? Chưa biết. Mỗi ngày mỗi khác ha. Banana nè đó kìa. Có chỉ cần trang điểm luôn. Có luôn. Ngày hôm nay đi trễ nên mình hết đồ sống đó chứ. Không, tại đi vòng vòng kiếm cái quán của chị Loan. Rồi hết. Đây là chị My. Đây là chị My. Đi kiếm chị Loan mà gặp chị My. Lần sau đi bộ đi. Cầu đường á giờ các bạn. Dạ. Đó gần cầu Duy cái hẻm 58 ngày xưa. Ở đây hẻm này hồi xưa là hẻm. Hồi xưa là hẻm 80. Hẻm 80 đúng không? Dạ. Cái nha. Cái có sẵn. Chị nhanh tay quá. Rồi, hả? Chị có rồi. Đây có số điện thoại và cái địa chỉ em để bên dưới ha. Bà con mình có ủng hộ thì tới đây. Đó. Xem chưa? Có nhiêu phần? Đây nhiêu phần? 27 ha. Ngày nay mà sáng này có kho bánh mì. Tùy theo món. Nhưng mà giờ này thì đã hết. Ủa có ăn sáng nữa hả? Không, hồi trưa là làm đi rồi, chốt sau hai giờ con. Rồi, từ đây. Chị làm điêu luyện quá ha, nhanh tay quá. Rồi, nhanh cho cô qua cái nhà. Dạ, rồi. Ủa, ở trên đây là nhà mình luôn. Trên đây. Thứ bảy chủ nhật nghỉ. Rồi. Ngày thường thì bán buổi trưa. Thì bán buổi trưa thôi chị. Đúng rồi, bán buổi trưa thôi. Dạ. Okay. Rồi. Quá trời đông quá.
cái gì là mình phải nhìn cái bảng này không, rồi xong hết món nào ta sẽ bôi cái món đó. Rồi bây giờ mình về nha. Nhìn quán sạch sẽ nha. Rồi làm cho hai này đi, một cái gà. Rồi chúng ta đi về và thưởng thức thôi. À, đi đường khác nè, đi chảo con người ta kêu nữa. Canh chua. Đây là hạt cơm. Này có trái cây tráng miệng luôn nè. Này là cá kho măng. Đồ bỏ bệnh thì nó cũng lịch sử quá. Chị này làm nhanh tay lắm, mà cơm nhiều lắm. 27.000 đồng giá. Có hộp dễ thương. Lần đầu tiên mình thấy cái hộp này luôn á. Cái hộp này có một bên đựng cơm, đồ ăn, một bên đựng cơm. Hộp này thích hợp cho văn phòng. 27.000. Hôm nay là chỉ có anh Lộc, Hiền Quân với bé Nhung thôi. Ba diễn viên chính của ngày hôm nay. Gà, gà kho dừa. Gà kho nước dừa. Gì? Gà kho nước dừa nữa hả? Một món mới à? Ai nói có nghe một bia không đây? Cái chết phải không? À, gà kho nước dừa hỏi nghe một bia không? Ồ, đây là canh chua này. Mua cơm không với bịch canh chua này là đủ luôn, là đủ ăn luôn, khỏi cần mua. Cá cá kho măng. Đây là gì? Cá kho măng. Không bị không. Hẹn lại quán chị Loan lần sau. Đây cho bịch canh chua cũng ngon quá nè. Chua nóng mà sôi sùng sục luôn. Rồi ăn vô bịch canh chua. 28.000 một phần, 27.000 một phần, mãi vô, mãi vô. Cơm cũng ngon. Gạo cũng ngon, giống này đâu. Giống như cái mùi đó dứa không? Gạo thơm. Đó, nhìn hạt cơm mình thấy rẻ là ngon rồi nè. Đây là gà. Đây thấy dân phòng ăn cũng nhiều. Đông lắm. Đây là cá không ăn. Mình chế cái mắm vô. Heo cà chua là của Nhung. Vua thịt. Cái này nè. Đây. Đây là cá sa chiên. Rồi mà cả nhà mình dùng bữa nha. Đây là mình thử coi. Chỉ có ở đây mới có hộp kiểu này. Ăn cơm bụi mấy chục năm rồi. Hôm nay anh ăn cái nhãn hiệu độc quyền rồi đó. Đây mình đang ăn trước cái món măng kho cá. Vừa ăn. Ngon. Mà thử đi. Nam ăn cái gì vậy? Chay. Ăn chay trong chợ đó. Ăn chay. Tại mình chưa thấy tới đâu. Khúc bằng kia à, khó trời luôn. Nó đi khúc đó quá trời luôn. Khúc cuối chợ. Bởi vì mình đi ở giữa chợ mình dừng không à. Bị níu kéo lại. Hồi nãy nãy định quay về đường đó mà nhiều người kêu quá. Nên cuối cùng đi đường khác. Hẹn chè mèn đất ơi lần sau luôn. Nè, chè mèn đất ơi đi. Có mua không? Nè. Chè đậu xanh. Thử cái heo quay kho coi. Heo quay kho cá chua. Thơm à. Cái hộp này đúng là chức năng là bên đây là để rau, thịt, cá nè. Ở bên đây để canh nè.
nhưng mà nhiều quá hộp quá tải. Này để rau để muối trắng nè. Thử món gà coi, nãy tôi thử món gà đó. Đó. Nãy giờ hộp cơm mình quá trời món luôn trời. Gà kho nước dừa hả? Cái quán cơm khác, cái gì cơm nó khác à? Được. Có mình cũng chua. Mẹ nó bịt nào nhiều ta. Nhiều cái nhất. Thế đây cách nói về lâu được không? Được. Được. Ở chung cư nhà trái. Nhà trái ở đâu? Hẻm cuối chợ hả? Có chung cư á. Biết chung cư đó. Ừ. Thẳng hẻm luôn. Hẻm 8686. Giỏi ăn kiệt. Đây cơm. Nè ra nè. Cơm mỗi ngày mỗi món. Chỉ nên là không ngày nào trùng ngày nào hết. Không phải cái chỗ mà em hay ăn á, không phải chỗ này. Không phải, chỗ này lạ. Nhìn cái hộp em về biết không phải chỗ này rồi. Chỗ em ăn nó cũng có bán ngon, đồ ăn ngon lắm. Chỉ có hai mấy ngàn thôi. Khoan. Trúng trong hẻm luôn hả? Chắc nãy mình đi kiếm cái quán đó nè, không thấy nè. Mà bữa nay em làm biến ha. Bình thường năng lắm á. Là Tú ở trong phải không? Ừ, cái đạo của nó đúng không? Thôi mình vô không đăng ngàn, 30 ngàn. Dạ. Chắc nãy mình đi kiếm cái quán đó đó. Không gặp. Mình gặp quán này. Quán cái gì hả? Không có để tên. Không có để tên. Quán cơm thôi hả? Quán này dưới đường phải không? Hả? Tập chung cư phải không? Ờ, chung cư quá. Dạ, quán 25 ngàn phải không? Hồi chứ thấy là. Nó đông lắm nha. Em chỉ anh á. Chỗ bán hộp gà nữa. Dạ. Yeah. Rồi nói chung ở đây là ngon. Duyệt. Giá hợp lý. Rồi hẹn gặp bà con trong những video tiếp theo nha. Ai quan tâm mình ghé đây mình ăn thử, ủng hộ thử. Sạch vậy? Sạch ngon, 27 ngàn. Có chai, nhưng mà có tùy chai, món có chuối nữa. Tùy món tầm 70-30. Thịt thẻ ngon. Nó ăn gà như vậy hả? Thấy Lộc ăn là biết ngon rồi đó. Gạo dẻo. Giá hợp lý. Duyệt.